Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 30 tháng 7 năm 2024 ở chợ lớn. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này đói bụng rồi. Tôi thèm ăn hủ tiếu gõ. Do đó có ý định đi ra ngoài mua hủ tiếu về ăn. Có ý định thì tôi xỏ quần vô để đi ra đường Trần Bình Trọng mua tô hủ tiếu gõ. Để theo cây dao hướng đạo. Bỏ cái bóp vô túi. Lấy theo tiền lẻ. Mang cái cầm ơn mua về, bữa nay mua về ăn, không có ăn ở ngoài. Lau mát. Đeo thêm cái mắt kiến mát để cho nó có điều bộ. Bây giờ tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng mua cho mình một tô hủ tiếu gõ. Lên đường. Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này tôi có ý định là ra ngoài đạp xe đi rảo một vòng để nghe gió, để đi phơi nắng. Ra ngoài thì tôi chuẩn bị xỏ cái quần. Xỏ cái quần nhiều túi, cái quần dày. Đeo vòng mắt hoặc bận cái áo nhiều túi, áo xi lê. Kiểm tra bóp tiền. Bạc
đội cái nón lên. Xỏ đôi giày. Đạp xe rảo quanh một vòng, tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi, đạp tới đường Nguyễn Biểu, quẹo phải đi tới đường Trần Hưng Đạo, quẹo phải theo đường Trần Hưng Đạo đi về hướng Tây cho tới đường Lê Hồng Phong, quẹo phải. Tôi sẽ ghé vào mua một lon sinh bổ luyện, mình gọi là sinh bổ luyện, sau đó đi ra đường Nguyễn Trãi quẹo phải đi về hướng đông để tới hẻm 69, vô con hẻm thì tôi sẽ về tới nhà, sau đó thì tôi sẽ đưa cái hình ảnh lên cất trên trang Facebook của mình để làm tư liệu, tư liệu đời tôi. Lên đường chào. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi lúc này là buổi trưa, nắng chang chang, mặc dù trên trời rất nhiều mây. Bên đây là tiệm thời trang Jordi. Tôi sẽ đi về hướng đông để đến đường Nguyễn Biểu. Tiệm sửa xe gắn máy. Xe bán bánh mì bánh mì bình dân 15.000 ổ bánh mì thịt. Đi ngang tiệm bán đồ nội y phụ nữ, tôi tới ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu. Quẹo phải, tôi sẽ vào đường Nguyễn Biểu. Trời nắng chói chang. Đây là trạm chờ xe bus. Xe bus 68 đi qua khu chế xuất Tân Thuận bán thịt nướng. Rất nóng. Lúc này gần trưa thành ra rất nóng.
chỗ này là hội những người thích chơi cờ tướng. Buổi trưa tôi băng ngang đường Phan Văn Trị, chỗ này người ta bán cơm bình dân, tiệm bánh ngọt. Nước uống đây là xe bus 68 chạy xuống bến xe Chợ Lớn. Tôi sắp tới ngã tư Nguyễn Biểu Trần Bình Trọng, Nguyễn Biểu Trần Hưng Đạo. Ở đây người ta bán đồ linh tinh. Bán giấy số, xin tiền. Quẹo phải, tôi vào đường Trần Hưng Đạo. Ở đây có cây xăng số 18. Mặc dù trưa nắng nhưng đường Trần Hưng Đạo nằm dưới hai hàng cây dầu, do đó vẫn rất là mát. Bạn thấy là hai hàng cây dầu tạo bóng mát ở trên mặt đường. Ngân hàng SCB. Tôi đang đi thẳng về hướng Tây. Nếu đi thẳng thì sẽ tới nhà thờ Gia Tam. Dọc theo đường Trần Hưng Đạo lúc này người ta mở rất nhiều những quán ăn. Chỗ này có bán cháo huyết, buổi sáng thì bán phở bò cháo huyết. Đi ngang trường mẫu giáo Vàng Anh, Mai Anh. Đây là trường mẫu giáo Mai Anh. Ở đây người ta thu mua giấy dùng. Đi ngang trạm chờ xe bus. Đây là trạm chờ xe bus 44-56. Người ta bán thịt nướng. Đi ngang nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Ở đây thì bán đồ phong thủy. Nhà mồ Trương Vĩnh Ký.
người ta chuẩn bị bán bánh trung thu. Xe dừng lại chờ đèn. 4, 3, 2, 1 đổi màu. Đây là bán linh tinh, bán đồ điện thoại. Đèn đỏ. Ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo là đường dọc hướng đông tây. Trần Bình Trọng là đường ngang hướng nam bắc. Đổi màu. Đây là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thánh thất Hội Liên quận 5 và quận 8. Trước cửa có hai câu đối: Cao thượng chí tôn đại đạo hòa bình dân chủ mục. Ở bên đây là đài tiền tôn bái Tam Kỳ cộng hưởng tự do. Chữ chót không có thấy, ta che lại. Đường Trần Hưng Đạo. Buổi trưa, lúc này bắt đầu vào mùa trung thu rồi, thành ra ở lề đường người ta bày bán bánh trung thu. Ở đây có treo cái bảng là tuyển nhân viên bán bánh. Truyền Bát Nhã Họ Đạo Liên quận 5 quận 8. Truyền Bát Nhã là cái xe rồng đưa người ra nghĩa trang. Đi tới tôi sẽ đụng đường Lê Hồng Phong. Đây là SCB. Ngân hàng SCB rất là cao. Cao giúp. Mọi người dừng lại chờ đèn. Tôi không đi thẳng, tôi sẽ quẹo phải vào đường Lê Hồng Phong. Tôi vào đường Lê Hồng Phong. Ở đây bắt đầu có nhiều người đi xe đạp điện. Bán thịt heo quay. Đường Lê Hồng Phong buổi trưa, trên trời nhiều mây,
nhưng mà nắng vẫn chang chang. Spa an nhiên. Đây là đường Phan Văn Trị. Đi thẳng tới chỗ bán thịt heo quay. Đường Bùi Hữu Nghĩa. Chỗ đó bán thịt heo quay, bánh mì, vịt quay rất ngon. Tôi sắp tới chỗ bán sinh tố. Đây là bán bưởi ép. Chỗ này bán sinh tố. $22.000/bủ lượng. Bán cho một cái rồi đi. Dạ. Có lấy đá không chú? Có, bỏ đá vô luôn nha. Dạ. Khỏi lấy muỗng đi. Dạ. Tiết kiệm. Dạ, để đó đi, để đó đi, để đại vô đó đi. Dạ. Dạ. $22 thối $28 phải không? Dạ. Đợi con xíu thôi. Đây là đẹp không? Sao mà lớn nè. Đây là chè dưỡng nhan. Uống vô là để dưỡng nha. Rồi. Bên đây là bán bưởi ép. Quá trời luôn. Ở đây có bán cháo trắng nè. Gà bông củ cải mặn, hộp vịt muối. Chị ơi, củ cải mặn là sao? À, ăn với cháo mà có một bịch nhỏ nhỏ vậy mà 20.000 hả? Dạ không, đặt kèm với cháo, với củ cải mặn là 20.000. Cháo với củ cải mặn là 20.000. Còn tôi mua củ cải mặn không? Dạ 10.000. Rồi tôi lấy củ cải mặn đi. Một bịch. À. Dạ. Ăn thử củ cải mặn. Thích ăn của gái mặn á. Dạ. Đây là của cải mặn. Bây giờ là ra đường Nguyễn Trãi, quẹo phải. Ở đây người ta đã bán bánh tiêu chiên nè, dầu cha quẩy ăn vặt.
quẹo phải đi về hướng đông. Ở đây người ta bán đủ thứ linh tinh, đồ điện thoại. The Blue, tiệm thời trang nghỉ trưa. Tôi đi ngang chợ Bầu Sen, chỗ này có trạm xe bus. Đây là chợ Bầu Sen, lúc này buổi trưa rồi, người ta sắp sửa dẹp chợ. Như vậy là cháo trắng ăn với củ cải muối 20.000. Buổi sáng ăn thử. Ở đây là người ta cho thuê nhà. Quá trời số điện thoại. Cho thuê nhà. Bên đây là tiệm Blue Exchange, tiệm thời trang rất đẹp. Đối diện là trường tiểu học Bầu Sen. Tôi đang đi về hướng đông. Tới hẻm 69 tôi sẽ về nhà. Ở đây người ta bán nước ngọt, cho nước ngọt. Quần áo. Những đồ nữ. Rất khiêu gợi. Tiệm Suri Shop 105B Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5. Đi lên tôi sẽ đụng đường Trần Bình Trọng. Ba, hai, một, đổi màu. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng. Đi theo đường này tôi có thể vào nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Xe lấy rác. Vào hẻm 69 tôi sẽ về tới nhà. Ở đây là hẻm cục.
Thành ra rất là vắng vẻ, không có xe ra vào. Tôi đã về tới nhà. Lúc này chuông nhà thờ ở chợ quán vang lên báo là 12 giờ. Đúng 12 giờ. Trời nắng nóng hừng hực. Đây là cây khế cũng có trái, trái không có lớn lắm. Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo là 12 giờ trưa. Ở trên sân thượng tôi trồng một số cây. Ở đây có cây lá lốt ăn thịt bò. Mỗi ngày thì chuông nhà thờ vang lên 3 lần. Sáng sớm là 4:30, buổi trưa là 12 giờ, buổi chiều cũng là 4:30. Người kéo chuông nhà thờ là anh Thành. Tôi đã từng lên đó, được anh Thành giới thiệu cho coi cái động tác kéo chuông vào. Hẹn gặp lại. Hello, chào, good afternoon, chào, buổi trưa. Đây là chợ lớn. Buổi trưa tôi đi kể chuyện. Kiếm chuyện kể. Kể chuyện thì phải sắm tuồng hóa trang. Và chọn cái đề tài cho câu chuyện. Câu chuyện kể hôm nay là nói về cách học tiếng Anh của người già. Người già học tiếng Anh dễ hay khó? Thật ra đó, thì ở mỗi lứa tuổi nó có một cái cách học khác nhau, học theo yêu cầu. Ví dụ tuổi trẻ thì nó học tiếng Anh để nó tìm hiểu
cái nền văn hóa Tây phương, nào là khoa học kỹ thuật, nào là làm chip, nào là phân tích tìm hiểu AI, nào vân vân và vân vân, thì đó là những lĩnh vực chuyên môn phức tạp. Nhưng đối với người già, nhất là những người già mà sau này mới qua định cư ở Mỹ, thì cái việc học tiếng Anh nó có nhiều trở ngại lắm. Ở bên Mỹ, ở những cái chỗ nhà thờ hay là ở những cái hiệp hội, người ta có mở ra những cái lớp dạy tiếng Anh. Nhưng mà nói chung thì cái phương pháp dạy theo tôi thì hiệu quả kém. Bởi vì sao? Bởi vì họ không hiểu cái tâm lý của người già. Cũng như là muốn dạy tiếng Anh cho một đứa nhỏ, từ nhỏ lớn lên, thì chúng ta phải hiểu tâm lý của trẻ nhỏ, phải hiểu tâm lý của người già. Theo tôi thì muốn học tiếng Anh thì chúng ta học để làm gì? Trước hết là chúng ta đặt câu hỏi vậy. Thường thường là chúng ta học để giao tiếp, để nói chuyện đó. Mà muốn nói chuyện được bằng tiếng Anh thì chúng ta phải cảm giác là chung quanh mình, những thứ mà mình thấy chung quanh mình phải quen thuộc, phải trở thành quen thuộc. Có nghĩa là chỉ cái món đồ đó, thí dụ chỉ cái này cái là mình phải biết nó là hat, là cái nón đó. Chỉ cái này cái mình phải biết hat, cái đầu. Cái này là hè, cái này là hen. Tức là chúng ta phải Anh quá, Mỹ quá những thứ mà chúng ta có chung quanh đó. Muốn vậy thì chúng ta phải nhờ có một người giỏi tiếng Mỹ kèm mình. Ví dụ mình chỉ cái món đồ đó, ví dụ cái này là cái gì, thì phải có người Mỹ dạy mình. Cái này là cái pencil, cây viết chì. Nhưng mà làm sao có người Mỹ mà lúc nào cũng đi kèm với mình để mà dạy mình? Thành ra chúng ta phải nhờ đến một cái app trên cái điện thoại. Điện thoại nào nó cũng có cái app này đó. Cái app này có khi chúng ta có sẵn muốn cài, hay là chúng ta có sẵn. Chẳng hạn như là cái app mà tôi nói tới đây là Google Translate. Đây là cái app Google Translate. Cái icon của nó là Google Translate. Khi có Google Translate, chúng ta coi như có một cái người Mỹ ở bên cạnh mình. Cái gì mình không biết thì mình hỏi nó. Đó. Thí dụ bây giờ mình đây là cái quạt điện. Cái quạt điện đó tiếng Mỹ nó làm sao? Đó. Mình hỏi những người con cháu sống ở Mỹ lâu năm, mình hỏi những người bạn Mỹ, đâu có ai lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Thành ra mình mới mở cái Google Translate. Ở đây là cái micro, mình nhấn vào cái micro, tiếng Mỹ nó gọi là cái micro, rồi tiếng Việt mình là mic, là micro. Đó, nếu mình nhấn vào cái microphone đó, mình nói một cái thì ở phần tiếng Việt này nè, nó sẽ hiện ra chữ Việt. Ở trên đây mình chọn tiếng Việt rồi, ở đây mình chọn tiếng Việt rồi. Đó, Vietnamese thì nó sẽ dịch ra tiếng Mỹ, là mình có tiếng Mỹ. Đó. Thí dụ bây giờ mình nói là, nhấn vào đây, mình nói là cái quạt điện thì nó sẽ dịch ra cho mình cái quạt điện. Ở đây nó có cái dấu hiệu là cái lo. Mình nhấn vào cái lo thì nó sẽ đọc electric fan. Electric fan. Electric là điện, fan là cái quạt. Thành ra mình biết cái chữ fan là cái quạt. Electric là điện. Thành ra mình nhìn vô cái này, mình biết nó là electric fan. Mình biết nó là electric fan. Cứ như vậy mà chúng ta Mỹ quá tất cả các cái đồ vật chung quanh mình,
bất cứ mình đi tới đâu mình cũng có thể dùng Google Translate để mà mình mỹ hóa những thứ có chung quanh mình. Tuy nhiên, để cách học không có khô khan, không có đi nhặt từng chữ, thí dụ cái này là cái gì, mà cái này là cái gì, đây là cái cửa, thì chúng ta hỏi, nhấn vào cái microphone và chúng ta nói, cái cửa đó, nó dịch ra, nhấn vào đây nghe, the door, chúng ta thấy chữ mà chúng ta nghe nữa, the door, mà chúng ta nên có điều kiện để viết nó ra nữa, viết nó ra, thí dụ như chúng ta xóa bảng đi, xóa sạch cái bảng. Đó, chúng ta lấy viết. Thì hồi nãy nhìn vào cái này, nhìn vào cái này thì Google nó nói cho chúng ta là the door, the mạo từ, door là cái cửa, the door. Cứ như vậy chúng ta sẽ mỹ hóa được hết mọi thứ chung quanh mình. Ví dụ bây giờ cái này là cái gì? Đó. Đây là cái đồ lao bản. Đó, chúng ta có. This is a blackboard cleaner. This is, đây là blackboard, là cái bảng đen. Cleaner, cleaner làm sạch. Cleaner là cái đồ làm sạch, tức là cái đồ lao. Cái đồ lao. Clean là sạch. Cleaner là cái đồ lao bảng. Cleaner. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được một người bạn Mỹ kế bên rồi. Bây giờ để cái cách học cho nó hiệu quả đó, thì chúng ta đừng có nhặt những cái từ vựng riêng rẽ khó nhớ lắm, mà chúng ta phải đặt nó vào trong một cái câu. Nó mà một cái câu á, tiếng Mỹ á, thì nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất á, nó gọi là subject, tức là cái phần chủ từ. Ví dụ như tôi là ai, anh là you nè, cô ấy là she nè, anh ấy là he nè. Đó, mấy cái này là danh xưng đại từ. Cái thứ hai á, là verb. Verb á, là cái động từ. Động từ là chỉ hành động. Thí dụ đi á, là go nè. Đó. Uống á, là drink nè. Thích á, thì là like. Đó. Cứ như vậy chúng ta sẽ có những kết hợp chủ từ với verb, chúng ta sẽ có những câu: tôi đi, I go. Tôi chạy, I run. Tôi uống, I drink. Tôi ăn, I eat. Tôi thích, I like. Đó. Như vậy là bạn thuộc một số những cái phần đầu của cái câu là chủ từ và động từ. Cái đó dễ học lắm. Chúng ta học những cái từ đơn âm, đừng học từ đa âm, ta học từ đơn âm. Đơn âm thì nó dễ. Đó. Thí dụ giờ tôi học thì I learn. Nhưng mà nếu bạn nói tôi học là I study thì nó hơi khó. Study thì nó là hai âm rồi, learn là một âm. Tôi thấy rất dễ, I see. I look, I see. Đó. Tôi nắm là I catch. Đó. Tôi lao là I watch. Đó. I watch. Đó. Tôi thấy, tôi nhìn, tôi xem là I watch. Bạn thuộc một số những cái phần đầu của cái câu. Đó. Rồi phần
chót của nó là gì? Phần chót nó người ta gọi nó là phần object, tức là phần túc từ. Object. Túc là cái tay chân á. Chủ từ nó coi như là cái đầu, chủ mà. Chủ là cái đầu làm chủ. Động từ thì nó là hành động. Túc từ thì nó là cái phần chân cẳng. Là ra nó có túc từ 1, có túc từ 2, tức là có nhiều túc từ, vân vân. Đó là cấu trúc một câu tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh bằng cách là đầu tiên là tôi học cái phần đầu. Tôi ăn là tôi I eat, tôi uống là I drink, tôi đi là I go, tôi ngủ là I sleep. Đó. Vậy đó. Tôi lao không là I wipe. Tôi bơi lội I swim. Thành ra bạn học mấy cái đó, tôi nhìn thấy I see, I look, I watch. Rồi bây giờ bạn mới bắt đầu học vào cái thực tế. Thí dụ như bây giờ hỏi bạn, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Hồi nãy Google nói với bạn là the door. The door tức là cái cửa. Thì bạn mới gắn vô cái chữ, cái câu đó. Bạn biết door là cái cửa rồi, the door là cái cửa rồi. Như vậy thì giờ bạn gắn với cái câu đóng cửa, I close the door. Mở cửa, I open the door. Đó, bạn viết nó ra. Nếu có điều kiện thì bạn viết nó ra. Viết nó ra nhé. Subject là I, verb là open, object là the door. Thì bạn mới học được cái câu I open the door. Bạn nói cho nó thuộc lòng, nói nhiều lần, đừng có sợ là học cái cũ. Không phải học cái cũ, học cái ngoại ngữ là giống như mài dao vậy đó. Cứ lặp đi lặp lại cái động tác đó hoài để cho cây dao đó bén. I open the door, bạn có thể ca I open the door. Đó. Rồi bây giờ open rồi, I open là tôi mở. Vậy thì đóng là I close. I close. I close the door. Đó. Phần này là I open the door, I close the door. Cứ như vậy thì bạn sẽ mỹ hóa hết những thứ chung quanh mình mà bạn thấy. Bây giờ thí dụ như bây giờ cái này là cái nón. Đó, cái nón. Tôi muốn đội cái nón. Tôi đội cái nón lên đầu. Đó, thì bây giờ cái nón làm sao? Mà tiếng Mỹ nói làm sao? Thì chúng ta nhờ Google nha. Cái nón đen. Đó, Google nó dịch là black hat. Nó đọc là black hat. Black hat. Google nó đọc là black hat. Black là đen. B L A C K. Cái đó nó gọi là spell. Spell là đánh dần. How to spell black? Nó hỏi mình nè. How to spell? Spell là đánh dần. How to spell black? Thì mình đóng là P-L-A-C-K. Đó, âm K là và cái âm mũi. Thật ra lúc mình đọc chữ black mình đọc là black, black. Nhưng mà chữ khờ đọc nhẹ thôi. Đó, cái hơi mũi black. Còn cái mũ là hat. Tiếng Việt mình là hát. Hát. Hat. Black hat. Đó, mình viết. Rồi mình đọc black hat, black hat, black hat. This is black hat. Đây là cái nón đen. Đó, chúng ta làm thành câu.
This is black, black hat. Đó, đây là cái nón đen. Đó. chưa có thành nghề. Đó. Đây là cái nón đen. Thấy không? This is black hat. À. Mai mốt nhìn cái này là chúng ta trong đầu chúng ta nghĩ là black hat. Ví dụ giờ tôi là người biết tiếng Hoa, tôi nhìn này tôi là he mao. He là đen, mao là mạo, mạo là cái nón. Đó. He mao, hát mạo. Hát mạo tức là cái nón đen. He mao. Tiếng Mỹ là black hat. Đó. Bây giờ tôi đội nón lên đầu, tôi đội nón lên đầu. Chúng ta ghép cái chữ nón vào trong một cái câu và chúng ta sẽ nhờ Google Translate giúp cho chúng ta học câu đó. Tôi đội cái nón đen lên đầu. I put the black hat on my head. I put the black hat on my head. Thấy không? Hat, hat, hat. Hat là cái nón mà hat cũng là cái đầu. I put the black hat on my head. Đó. Chúng ta viết cái câu đó lên, chúng ta phân tích, rồi chúng ta học thuộc. I là tôi, chủ từ. Put là một cái động từ nhiều nghĩa lắm. Trong trường hợp này chữ put nó có nghĩa là đội. Đó. The black, the là mạo từ, black là đen, hat là cái nón. Đó. Hồi nãy chúng ta đã học chữ black hat. I put the black hat là tôi đội nón. Đội nón lên đầu thì on là ở chỗ, my là của tôi, hat là cái đầu. Cái chữ này cũng là chữ hat, chữ này chữ hat, hai chữ đó nghe giống giống nhau. Mà chúng ta nghe lại câu này. I put the black hat on my head. Thấy không? I put the black hat on my head. I put the black hat. I put the black hat. Tôi đội nón. Cứ nhớ, tôi đội nón là I put black hat. I put a hat. Tôi đội cái nón. On my head. Ở trên cái đầu của tôi. Qua thí dụ này thì bạn có thể mỹ hóa tất cả những thứ mà bạn thấy. Ví dụ giờ cái này, what is it? Đó, mấy đứa nít đó, nó ưa hỏi what is it, cái này là cái gì. Đó. Thì cái này là cái map. Map đó. Cái Google nó sẽ giải thích mình. Cái này là cái map. Map viết là how to spell map. M-A-P. Map là cái bản đồ. Đó. M-A-P. Map là cái bản đồ. Đó. Thế bây giờ đó là ngữ vựng. Ngữ vựng mà nó đứng riêng á, chúng ta khó nhớ lắm. Đó. Chúng ta phải đặt nó vô trong một cái câu. Câu dễ thôi, đừng có chọn cái câu phức tạp quá. Đừng có chọn câu phức tạp quá, chọn câu dễ thôi. Ví dụ như là bản đồ. Ta chọn câu nào dễ nè. Bản đồ. Trên bản đồ có tên nhiều nước. Ví dụ vậy đó. Là dễ. Hay là bản đồ cho chúng ta biết đường đi. Những câu mà dễ dễ có dính với chữ bản đồ. Thì bây giờ ta sẽ nói là hay là câu này. Tôi treo bản đồ lên tường. Đó. Câu đó. Trên tường tôi có cái bản đồ. Thấy không? Như vậy là câu dễ. Trên tường tôi có cái bản đồ. Thì nó sẽ là on the wall, I have a map. Đó. On the wall là trên tường.
tường, tường là wall, chúng ta học được on the wall là trên tường, đó là cái nhóm từ. Đó. I have a map, tôi có cái bản đồ. Đó. Chúng ta sẽ viết câu này. Cái này là cái gì? What is it? Thì cái này là cái wall, cái tường. Mà trên tường thì là on the wall, on the wall. How to spell wall? Làm sao đánh từng chữ wall? Thì chúng ta thấy là wall là W-A-L-L. Ăn mì rồi. Thôi, ăn mì. I have a map. Tức là tôi có cái bản đồ. I have a map. Đó. Ở đây bạn học cái phần khúc đầu của cái câu là tôi có là I have. Tôi có một cuốn sách, I have a book. Tôi có một cái bản đồ, I have a map. Tôi có một cái viết là I have a pen. Tôi có cái viết gì là I have a pencil. Đó. Tôi có một cái bản đồ trên tường là I have a map on the wall. I have a map on the wall. Wall là cái tường. Đó. Bạn thấy dễ không? Trước hết, chúng ta sẽ mỹ hóa hết những món đồ mà chúng ta thấy có chung quanh mình. Ví dụ, bây giờ chúng ta đang có cái quạt. What is it? Con nít nó hỏi cái này là cái gì? What is it? Cái này là cái gì? Thì chúng ta nói đây là cái quạt điện. Quạt điện hồi nãy chúng ta nhờ Google nó dịch rồi. Quạt là pen, điện là electric. Thì quạt điện là electric pen. Chúng ta viết là electric pen là cái quạt điện. Đó. Thế bây giờ chúng ta nói là trời nóng, tôi mở quạt điện. Đó, chúng ta gắn cái chữ quạt điện vào cái câu tôi mở quạt điện. Đó. Nếu bạn đã quen thì bạn biết rằng mở là turn on, tắt là turn off. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử câu này. Trời nóng, tôi mở quạt điện. Đó, bạn có kết quả, nghe nó đọc. When it's hot, I turn on the electric fan. Thấy không? À, bạn thấy bạn gắn vô cái câu là when it's hot. Hot là nóng. Đó, when là khi. À, khi tiếng Mỹ nó có chữ when là khi. It là nó. Is hot là nóng. Đó, hot là nóng. Thì tôi mở, ai là tôi. Mở đồ điện á là turn on. Turn là quay á, quay vòng. On là mở, vị trí mở. Ngược lại với nó là off là tắt. Turn off là tắt. I turn on the electric pen. The là mạo từ electric pen. Bạn học chữ pen là quạt, rồi bạn học chữ electric pen là cái quạt điện. Nhưng mà trong câu bạn có chữ turn, I turn on là tôi mở. Vậy thì bây giờ bạn có câu I turn on the electric pen. Tôi mở quạt điện. Thấy không? Lặp đi lặp lại. Ngày mai chúng ta cũng lặp lại như vậy. I turn on the electric pen. It's hot. Trời quá nóng. It's hot. When it's hot. Khi trời quá nóng. I turn on the electric pen. Tôi mở quạt điện. Đó. Rồi tôi tắt quạt thì I turn off. Bạn có thể liên á. Liên có nghĩa là gì? Ghép cái phụ âm cuối của chữ trước với nguyên âm đầu của chữ sau. Thành ra bạn thấy tiếng Anh nó đọc là turn on thì đọc là turn on.
turn up thì nó đọc là turn up. Nó linh á, nó gọi là nó liền dần phụ âm cuối của chữ trước liền với gắn với nguyên âm đầu của chữ sau. Thành ra turn on nó đọc là turn on, turn off thì nó đọc là turn off. Turn on the electric fan. Ví dụ nó chỉ vô đây. What is it? Nó đứa con nít nó hỏi what is it? Cái này là cái gì? Thì mình nói nè, electric fan. Nó là cái quạt. Đó, quạt điện, electric fan. Cái gì chúng ta không biết thì chúng ta nhờ Google Translate. Còn cái gì chúng ta biết rồi thì chúng ta cứ phát âm ra, cứ bật miệng nói ra. Chúng ta đã biết rồi mà, đâu có cần phải Google Translate nữa. Đâu có cần nhờ Google Translate đối với những thứ mà chúng ta đã biết. Đó. When it's hot, khi trời nóng quá, it's hot, thì I turn on electric fan. Turn on electric fan. Hồi nãy chúng ta học cái này rồi, bây giờ ta lặp lại. Nó là gì? Nó là blackboard cleaner. Clean là làm cho sạch. Cleaner làm cho sạch. Hồi nãy chúng ta học cái này rồi. Black hat. I put the black hat on my head. Tôi lấy đội cái nón lên đầu. I put the black hat on my head. Đó. What is it? Cái này là cái gì? Cái này là cái điện thoại. Cái điện thoại. Chúng ta nói what is it? Đó. Thì đây là cái điện thoại. Chúng ta sẽ dùng Google Translate để đọc câu này. Đây là cái điện thoại. Đó. Thì nó this is the phone. This is the phone. Phone là cái điện thoại. Phone. This is the phone. Đó là cái điện thoại. Thế bây giờ chúng ta sẽ ghép nó vô một cái câu. Một cái câu. Ví dụ tôi thích điện thoại. I like the phone. Bây giờ tôi dùng điện thoại nói chuyện với người bạn. Đó là một cái câu. Chúng ta sẽ nhờ Google Translate tạo ra cái câu mà chúng ta muốn. Tôi dùng điện thoại gọi người bạn. Tôi dùng cái điện thoại gọi cho người bạn. Đây. Đó. Bạn nghe đọc. I use the phone to call my friend. Bạn thấy không? Ở đây bạn có cái phần đầu mà bạn cần phải nhớ. Hồi nãy chúng ta nói là I like là tôi thích, I eat là tôi ăn, I drink là tôi uống. Bây giờ tôi dùng, cái đó cũng là cái phần đầu rất là thường dùng. I use là tôi dùng. Đó. Ví dụ tôi dùng cái viết, I use a pen to write some sentence on the blackboard. Tôi dùng cái viết những cái câu ở trên bảng. I use the phone là tôi dùng cái điện thoại. The phone. I use the phone to call my friend. To call. Call là gọi. My friend. Friend là bạn. Đó. Nếu số nhiều á, tôi dùng cái điện thoại gọi cho các bạn của tôi thì thêm chữ S vô. Thì ở đây bạn nhớ là trước chữ phone này có chữ the. The là người ta gọi nó là mạo từ. Article, mạo từ. Mạo là cái gì? Mạo chữ Hán có nghĩa là cái nón.
nó, cái nón mạo từ là cái từ mà giống như là cái từ giống như là cái nón của cái chữ đó vậy. Cái chữ đó nó phải có cái nón đó. Thành ra người ta gọi article là mạo từ đó. I use the phone to call my friend. Bạn cứ đọc nhiều giọng nghe cho nó quen. I use the call to call my friend. Bạn thấy không? Ta có thể học bất cứ thứ gì theo ý của chúng ta. Có thể học ở mọi lúc, mọi nơi. Đứng cũng học được, ngồi cũng học được, nằm cũng học được. Đó, đi xe cũng học được, ngồi chờ bạn cũng học được. Vậy là cách học của người lớn tuổi là gì? Mỹ hóa hết những thứ có chung quanh mình. Cái này gọi là cái phone. Đó. Cái này gọi là cái pencil. Pen. Cái này gọi là cái cleaner. Cái này cũng là cleaner. Cái này gọi là cái map. Map. Map on the wall. Tường là wall. On the wall là trên tường. Cái này là close the door. Đóng cửa. Open the door là mở cửa. Trước chữ door là cái cửa, nó có mạo từ the. The là mạo từ, là cái từ nón của cái chữ đó. À. Cái này là cái gì? Cái này là cái khăn ăn. Đó, bây giờ chúng ta không biết cái khăn ăn gọi là cái gì. Chúng ta mới nhờ cái Google. À, nó giả sử nha, chúng ta chưa biết cái khăn ăn là cái gì. Thì chúng ta nhấn vào đây. Khăn ăn. Đó, nó dịch rồi. Đây. Napkin. 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 Vô nhà hàng mà chúng ta nói đi napkin là nó đem cái khăn ăn lại đó cho bà. Bây giờ chúng ta học viết. Cô giáo tôi nói phải viết một chữ mà muốn nhớ nó phải viết 27 lần. Tức là lặp đi lặp lại 27 lần thì chúng ta mới thuộc đó. Ở Mỹ, khi mà tôi đi học ở Bunker Hill, Bunker Hill là miền Bắc của Boston, có một cái trường college, community college, tức là trường cao đẳng cộng đồng. Có một cô giáo dạy tôi, tôi nhớ cổ nói câu là muốn nhớ một chữ chúng ta phải tạo điều kiện lặp đi lặp lại cái chữ đó ít nhất cũng phải là 27 lần. Cái này là gì? What is it? Napkin. Napkin. Đánh dần là cái gì? Spell. Cô giáo biểu spell this word, tức là đánh dần chữ này. Vậy mình nói N-A-P-K-I-N. Napkin. Napkin. Đó. Thế thì chúng ta đừng có học riêng cái chữ napkin. Chúng ta cố gắng ghép nó vào trong một cái câu là tôi lau miệng, mà tôi bằng cái khăn miệng, hay là cho tôi cái khăn miệng, vô nhà hàng xin cho tôi một cái khăn miệng, thí dụ vậy. Thì chúng ta thép vào đây, xin cho tôi một cái khăn lau miệng. Đó, đây. Please give me a napkin. Ở đây ta học được cái câu xin đồ. Please give me. Please. Please là mình muốn là xin người ta cái gì thì mình phải thứ nhất là please. Lịch sự mà. Please. Please. Cho tôi. Give me. Give me. Cho tôi cái gì? A napkin. Napkin. Tức là
xin cho tôi một cái khăn lau miệng. Đầu tiên chúng ta đã biết cái khăn lau miệng là napkin. Bây giờ chúng ta gắn nó vô câu, mà cái câu thường dùng vô nhà hàng, please give me. Mình muốn xin gì là please give me, please give me, please give me a spoon, a soup spoon, cho tôi một cái muỗng ăn súp. Please give me black coffee, cho tôi ly cà phê đen. Please give me a napkin, cho tôi một cái khăn lau miệng. Tất cả những thứ trong đây chúng ta đều làm như vậy. Dù cái này là cái gì? Đương ít nó hỏi, what is it? What is it? Đó là tấm lịch. Vậy thì tấm lịch mà tiếng Mỹ gọi là gì? Giả sử như chúng ta chưa biết nó là calendar, thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Tấm lịch. Đó, nó dịch ra và chúng ta nghe nè. Calendar. Calendar, calendar, calendar. Chúng ta viết cái chữ này, viết chữ calendar. Đó. Bạn thấy không? Nhờ Google Translate, chúng ta như có người bạn Mỹ sẵn sàng giúp cho chúng ta cách học tất cả những thứ mà chúng ta muốn. Calendar. Tôi có cuốn lịch treo trên tường, ta gắn nó vô cái câu. Trong phòng tôi có một cuốn lịch, hay là trên tường có một cuốn lịch. Trên tường có một cuốn lịch. Đó, chúng ta nghe đọc. On the wall there is a calendar. Hồi nãy trên tường chúng ta đã quen rồi. Hồi nãy chúng ta là a map on the wall. Trên tường. Bây giờ trên tường có một cuốn lịch thì chúng ta nói là on the wall. On the wall. Có là there is. Có số ít. Có số nhiều là there are. Bên sau nó là a calendar. Đó. Như vậy là bạn thấy chúng ta đầu tiên học chữ calendar là cuốn lịch. Chúng ta gắn nó vào cái câu there is a calendar, tức là có một cuốn lịch. On the wall, ở trên tường. Hồi nãy chúng ta đã học map on the wall. Bây giờ chúng ta có calendar on the wall. Tất cả những thứ ở trong phòng này chúng ta đều có thể từ từ học hết, học hết. Và chúng ta có nhiều ngày tháng để học, tức là cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta có nhiều ngày tháng để học. Mười mấy năm trước tôi ở Mỹ đi học ở trường Bunker Hill. Bunker Hill là một cái đồi tên là Bunker. Ở đó rất nhiều mồ mả của những người vệ quốc. Đó. Nghĩa là hồi đó là chống thực dân Anh. Đó. Rồi nó gọi chôn ở trên cái đồi, nó gọi là Bunker Hill. Đó. Community College, tức là trường cộng đồng. Thì đây là đầu tiên vô học. Thì nó cho tôi cuốn sách này, nó biểu tôi mua chứ không phải cho. Cuốn sách này phải mua mới nha, 80 mấy đô, không có chơi sách photocopy nha. Đó, bắt buộc phải sách có tác quyền. Ở đây hồi đó, hồi xưa thì nó có cái disc, cái audio disc để mà nó đọc những cái bài ở trong đây. Nó đọc những cái bài ở trong đây nè. Đó. Và đây là cái cô giáo mà tôi nói. Cô nói với tôi là ông già, ông muốn học nhớ một chữ thì ông phải lặp đi lặp lại, tìm điều kiện lặp đi lặp lại khoảng vài chục lần, ít nhất cũng phải là 27 lần. Đó là cô Lindsay Nagy. Đó, cô giáo rất dễ thương.
cô giáo này còn nhỏ hơn tôi nữa. Lúc đó thì cổ giỏi về tiếng Anh, nhưng mà về lĩnh vực chuyên môn về điện tử vi tính thì tôi lại hơn cô đó. Thành ra cô đó thấy tôi làm bài qua những cái báo cáo gửi trên những cái email thì cô đó rất là thích. Đây là những cái bài mà hồi đó tôi học ở Bunker Hill Community College. Kể chuyện nghe chơi, sách ở Mỹ mắc lắm. Thành ra đó, người ta mua sách cũ, sách của những người đã học rồi đó, thì nó rẻ đó. Nhưng mà tiền mua sách thì nhà nước cho đó, financial aid nó cho mình. Thành ra tôi lấy tiền đó tôi mua sách mới. Và học xong thì người ta bán lại hay là người ta cho lại những người khác. Nhưng mà học xong rồi đó thì cuốn sách nào tôi cũng nhờ giáo viên phụ trách ký tên vào đây để làm kỷ niệm. Ký tên vào đây để làm kỷ niệm. Thành ra tôi có rất nhiều sách. Đó là những sách mà nhiều ngày tôi lăn lộn đi cầu học ở trên đất Mỹ. Về sau thì tôi phát hiện một điều. Tôi đến trường, tôi học, rất tốn thì giờ, rất mất thì giờ. Nhưng mà tôi không học cái, học được cái mà tôi muốn. Mà tôi lại học những cái mà người ta dạy cho mình. Vô người ta dạy cho mình những cái bài như là Psychology, Introduce to Social Psychology, Social Psychology, học về cái tâm lý xã hội, giới thiệu về cái social psychology đó. Tức là mình đi rất mất thì giờ mà mình học những cái mà mình không muốn. Chẳng hạn như tiếng Mỹ á, thì mấy cô giáo dạy cái này, nhưng mà lúc đó đó thì cái năng lực tiếng Mỹ của tôi đó về kỹ thuật á, thì tôi có thể dạy lại được mấy cô đó. Mấy cô đó không hiểu gì về kỹ thuật điện tử ấy, electronic đó. Thành ra đó mất thì giờ quá đi. Do đó tôi dần dần tôi bỏ bớt lớp, tôi ở nhà tự học, học trên TV, bật cái CNN lên nghe, hay là học như cách tôi vừa nói đó. Tôi chế tác ra cái bài giảng mà không phải tôi giảng cho người khác mà tôi giảng cho chính tôi. Tức là vừa học mà vừa dạy mà vừa học đó. Với tôi nó là một thú vui. Ngày nay nó càng trở thành thú tiêu khiển, rất là thú vị. Câu chuyện tới đây đủ giờ nói câu quen miệng. Bye, see you next time. See you next time. Chào. Hẹn lần sau. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ ba, 30 tây tháng 7 năm 2024 âm lịch, nhằm ngày 25 tháng 6 thiếu năm Giáp Thìn. Thế vận hôm nay đi ngang tài vận 72%, việc học 89%, việc làm 91%, số đào hoa 57%. Thay vì đi đường hẻm tình thì ai, tôi sẽ 64% đi tắt vào nhà thờ 97%, sức khỏe 55%, rồi đi ra ở ngã sau tổng hợp 73%.
những chuyện làm được. Lúc này mùa hè, học sinh nghỉ học. Những chuyện làm được hôm nay là gả cưới, du lịch, phó nhậm, tượng Đức Mẹ Maria, cúng tế, bái tế tổ tiên, chùa miếu, bái thần minh, vân vân. Thủ phong mấy đứa nhỏ giờ lâm chính thần dần. Tuổi sùng khắc đại sảnh đường. Hôm nay là ngày của tuổi Mùi. Tuổi Mùi con dê, tượng Đức Mẹ. Tuổi Mùi con dê sùng khắc với tuổi Sửu con trâu. Ở đây có những cây dầu cao to trên cả trăm năm. Sinh tiêu tương hại, tuổi Mùi con dê hại tuổi Tý con chuột. Lục hợp sinh tiêu, nắng chói tuổi Mùi con dê lục hợp với tuổi Ngọ con ngựa. Tam hợp sinh tiêu, tôi đi theo con đường này, tuổi Mùi con dê tam hợp với sao của nhà thờ, tuổi Hợi con heo và tuổi Mão con thỏ. Cái đây nhà nguyện mở cửa sáng từ 5 giờ đến 9 giờ, chiều từ 4 giờ đến 7 giờ. Phương vị của các vị cá thần với những chùm trái hỷ thần ở hướng những chùm tây bắc động. Phúc thần ở hướng tây nam, tài thần ở hướng cửa bên hông đông bắc của giáo đường. Dương quý nhân ở hướng tây nam, âm quý nhân ở hướng chính bắc. Con chó ngủ. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day. Tượng thánh Martino.